生命如逆旅，哇啊啊啊！离开！Ông hoàng skin bậc A gọi tên người cây và sắp tới có thêm skin bậc A nữa. Đó chính là một trang phục mang phong cách cây nhưng mà lại có xương và gọi là mát cây nha em ơi. Trang phục tất nhiên nó ngầu như cái cây rồi. Thành ra thì các bạn bên Thái Lan có thể nhận miễn phí nhá. Còn anh em máy chủ mặt trời sẽ được nhận sau. Kìa, và tóc biến chiêu hai vỗ rồi, chiêu một đẩy quá hay rồi. Cây là vị tướng hiện tại rất mạnh trong meta, có thể chống chịu tốt, có thể ép team bạn rất dễ với cái việc chúng ta sử dụng chiêu hai chuẩn xác rồi, nhưng mà hơi sai anh em ơi, không thể hổ báo cân team được khi chưa có hạt giống sinh mệnh, tức là chơi cửa anh em nhé. Để thôi cứ từ vào bụi cỏ hồi máu tí. Đợi Slim siêu cấp tối thượng để chơi. Lạc Lót ăn bùa xanh trước chắc chắn sẽ ganh lên đầu anh em ơi. Mà ganh lên đầu ý thì chúng ta sẽ đợi thôi. Đợi dừng đợi mít lên chơi thì mới ra nhá. Không thì cứ tập trung ôm trụ anh em nha. Bây giờ mình cho mình khỏe nhưng mà chưa có chút cuối, với cả mình bị khắc chế bởi HT anh em ơi. Ui chóng hay kìa. Lên tát lên rồi, quá tuyệt vời. Ơi có chút cuối hơi muộn anh em ơi, có chút cuối sớm một tí nữa là lượng xanh khi bạn rồi. Ở khi mà dùng chút cuối hạt giống sinh mệnh tưới vào đầu team bạn thì sẽ được hồi rất nhiều máu và tăng thêm khả năng khống chế cho cây. Nói chung là cây là vị tướng các bạn hoàn toàn có thể cân team với một chất tướng SP anh em nha. Ép những con tướng máu mỏng, ép những con tướng kém cơ động vô cùng đơn giản với những pha đẩy chiêu một hoặc là từng chiêu hai gom tứ địch với lính với nhau nhá anh em ơi. Sắp tới thì Liên Quân dồn dập ra mắt nhiều siêu phẩm, đặc biệt cặp đôi Natalia với Triệu Vân. Hôm qua thì mới chỉ review được cái hình ảnh của trang phục Natalia nhưng mà hôm nay đã có thiếu kỹ năng rồi. Chắc chắn nhiều trang fanpage đã chia sẻ với anh em về kỹ năng của trang phục Natalia cùng với trang phục Triệu Vân. Mình sẽ làm video clip sớm bên kênh phụ nha anh em nhé. Ô kênh chính cái ma cây này đã. Ôi tráng này, ok. Ôi cái này thì mình lên tốc biến rồi tát. Kể chưa vẫn còn đẩy nha. Rồi là liên tục luôn, mình luôn đứng trước và mình đẩy. Đó, còn để mình tát thôi luôn cứ đẩy tiếp. Ôi nhưng mà ram nha em ơi. Tôi cần tìm quá dễ dàng với cây. Anh em chỉ cần tích đứng gần nhau lại có thêm con quái nhỏ, con bùa hay là con đúng gì đấy. Là các bạn có thể tích nội tại vô cùng đơn giản để có thể sử dụng cho một cường hóa liên tục. Dây leo mà cứ liên tục thì thôi rồi. Cây đổ cho lúc cái đầu anh em ơi. Đây này, à vẫn trong bụi trên này. Không chịu về luôn. Ơi à, bọn này cơ đậu anh em ơi, tát hụt. Cái chiêu 2 hay chiêu 1 của cây nó hơi chậm một xíu anh em ơi. Thành ra là chúng ta phải sử dụng thật chuẩn xác. Chứ tướng địch cơ động là mình rất là khó chiêu rồi nha. Anh đứng xa các bạn ơi. Đừng báo vậy, hay này. Nhưng mà hết ma, không có mana giải chiêu cuối, bây giờ mới có giải thì nó hơi muộn rồi. Trăng. Ồ kìa. Đó, sorry thỏ nha, mình hết mana không có xài chiêu 2 thì không cái xài chiêu cuối kịp thời được. Cái này đúng là có mana thì trùm luôn. Có cái bùa xanh thì quá là trùm rồi anh em ơi. Có tội là không có bùa xanh thì. Và trụ cái này thì cũng bỏ thôi nhé. Không cố gắng ở lại làm chi. Bởi vì ở lại chắc chắn mất trụ, mất luôn cái mạng của cây. Cây thì có khá nhiều trang phục cũng đẹp đấy nhưng mà không có hiệu năng anh em ơi. Rất mong chờ một cái trang phục đầu tiên có hiệu kỹ năng của cây để chúng ta thoát cái danh hiệu ông trùm cây bậc A. Giống như con Ata anh em ơi.
rồi mà đường SB chúng đỡ đòn toàn trong mục bậc A, à không, có đứa còn chẳng có trong mục nào hết, đó chính là anh chàng Guido Saberland. Buồn của Guido anh em nhở. Tát rồi, bây giờ chụp luôn bởi vì không tưởng hóa được cho 1. Rồi hay kìa, có mạng cho mình nữa chứ, quá tuyệt vời. Đẩy lên này, tát nè, đẩy phát nữa này, hay đẩy, bạn thấy đẩy này thì cái đồng đội không khen hay thì hơi phí nhở. Mình đang bị dính từ quần kia các bạn ơi, hay kìa, bạn có giải, có giải là dính giáo trắng có đấy rồi. Ờ, vẫn lên màn hình xấu à, không ai trợ. Ui sao mà fit vậy hả cấu, bị ăn lo hành từ vị trí của Flo nhá. À, lên mid này, lên đồng chúng ta, à lên đồng cố trụ anh em ơi, có lên mid là thắng thôi. Điêu thuyền điêu giường là đang có lợi thế nhá, thứ hai bên cánh là lồng trụ, mặc dù là ăn được mạng ở lên đồng và lồng trụ anh em ơi, và lên top bị thua chiến để, nói chung là thế trận đang là về các bạn ơi. Bạn ấy có giải mất tiêu rồi, giải hết cả combo, hào bao nhiêu mana thôi. Bây giờ ép vô đây cướp vừa xanh này. Ây da, cấu gì ở vô cùng khó chịu từ vị tướng trường phát sư đường giữa anh em, đừng cố quá nhé bạn ơi. Ở đây đặt chút cuối vào khé thôi nhưng mà bạn nhìn như chưa có chút cuối rồi. Salim cố gắng farm nha, lấy game bạn cần team, nhưng mà đầu game thì cứ từ từ thôi. Ây da, hụt hết cả chiều thế này, để lính ép trụ đi bạn ơi, nhớ giữ cái trụ đường giữa nha. Cái thời điểm này là cái trụ đường giữa rất là quan trọng luôn, với mất thêm trụ đường giữa thì cái thế trận team mình rất là khó chơi. Kìa Salim lại chạy lên đấy, sao lại nhảy lên đấy. Trời ơi, SP check đâu thì đi theo đó bạn ơi. Vội quá, vội quá. Giờ lại phải ôm rồi. Hai bạn lên mặt đến số mày. Đúng rồi, farm đi top, lấy game thì mình lời mà. Đúng rồi, không solo thì đừng có solo nữa. Khi nào mà solo thắng được rồi thì chúng ta mới tiếp tục solo. Còn solo thì toàn thua, có thắng được đâu mà cứ cố solo, chỉ có thể là ăn hành thôi. Đấy, hay, bắt TV là dễ nha, nhưng phải lo phía sau thôi, gấu đi rồi. Gấu đi là cái chắc chắn rồi anh em ơi, thậm chí là phải lo có thể cân đôi. Kira, thấy được không, chắc chắn là không chạy rồi. Có qua anh em ơi, có quá vào qua. Bắt đầu cái thế trận nó hơi rời rạc một tí đấy. Ở lính hai bên, đặc biệt là lên đồng đẩy rất là cao. Tình hình là mất trụ dần dần cái này là quá là mệt mỏi luôn. Kìa, trời luôn. Có đồng đội hỗ trợ rồi, choáng kìa anh em ơi, choáng kìa, choáng tiếp kìa. Lượng thôi, đấy đẩy trụ đi. À đây thì bạn lên bản đẩy số rồi. Tiếp tục lính ở phía đường top kìa, anh em di chuyển thế này là hơi mệt nha. Chẳng lẽ SB là đi farm anh em ơi, quá mệt mỏi. Dặn lính đi, dặn lính đi, đừng có ham này, đẩy nó ra này. Trời ơi, lính ngon béo thế này, bao nhiêu tiền thế này mà mọi người bỏ qua, quá lãng phí anh em nhở. Ấy, giờ lính là cái gì vậy? Thôi, quá những cái mục tiêu này này, sao bóng tối này này. Ơi sau đó chúng ta đẩy trụ này để tích đột tại được hai cái thôi nhé. Rồi bây giờ lại qua đường giữa mà đẩy đi, đồ mình cũng có xương xương rồi đấy, bởi vì mình đi thủ trụ khá nhiều. Cái này pha mình thấy cũng không quá chậm, bởi nếu chúng ta thực hiện combo cho 2 cho 1 và cho 1 cho 2 sau đó cho 1 cường hóa thì nói chung là chúng ta cũng dọn đến rất là nhanh, mặc dù chẳng cần đồ đam nha mọi người. Full tanker nha, đã không bán quá trồn rồi Slim ơi. Nhưng mà có tiền đề, vậy là có thể vô vòng mình cũng sẽ không bắt Slim nhỏ. Để mình thả giống xuống này, choáng cái đầu. Rồi, đẩy một cái hay. Và đây vẫn cần biến khống kìa. Ơ, từ thắng lên lấy trụ thôi. Anh em ơi, ớt kìa Slim. Nhìn
những mặt slim kìa anh em ơi, trông nó hài dã man luôn nha. Vẫn còn một con Tisa tiên phong nhưng mà thôi, về đi nào ơi. Thực ra late game thì sức mạnh của gấu thì không thể bàn cãi được rồi anh em ơi. Nhưng mà late game team bạn có những con bài khắc chế mình chính là Flaw với cả hay Tech. Thành ra là gấu cố gắng làm khó thành cho Flaw với hai Tech thì game nha. Cần team này đẩy về đẩy hút cho bạn ấy. Ổ báo, ổ báo bên chúng tôi. Thực hiện highlight dù không thành công, thành quả mù mắt anh em ơi. May mắn là Hayate xoáy cho cuối lưu về. À lên, bài lên anh em ơi. Chứ lại lưu về đã không có mạng Hayate mà ăn rồi. Combo, tầm này gấu khỏe lắm. Cố lên gấu ơi, trời hay quá bé nu. Combo kéo về bộc phá đấy chứ. Trận này thì thực ra là mình di chuyển cùng với team chưa được tốt anh em ơi, bởi team mình và mình có cái sự liên kết nó không được chắc chắn, nó không có gắn kết với nhau, đánh đơn mỗi người tính một hướng, à dọa lính mới là quan trọng, à dĩ lẻ mới là quan trọng, cả lính farm mới quan trọng, tức là mỗi người một ý nghĩ anh em ơi. Nhưng mà bây giờ đi trong đường nha, đến cái giai đoạn đi trong thành đê rồi đấy anh em ơi. Đừng cứ đi nảy ra nữa. Anh Sally bây giờ khỏe nên cũng đừng có nảy bạn ơi. Hay. Rồi. Đi chung với cây với thuyền thì chắc chắn là Sally được bắn free rồi. Hai gấu ăn được AD các bạn. Gấu câu kéo được. Nhưng mà không, gấu lên bản đến số. Vì vậy Flaw thì cũng không có đường về đâu. Đặt cái chung cuối nhưng mà bay màu rất nhanh nhanh. Ấy đi bạn, mất 3 người rồi nha. Mất 3 người bây giờ không đẩy thì đợi lúc nào đẩy đến chứ. Nacrot. Ôi đính ngon choáng kìa, thôi thôi xong rồi. Cả phát tát của mình nữa là được cái đâu. Ok có lẽ thì chúng ta có thể đẩy win được luôn. Và video clip mobile chơi cây thì hơi gà một tí nhưng em ơi, sắp tới có trang phục mai cây đấy. Nghe Thái Lan họ tự nhận mình chính trước nhá. Và Việt Nam chúng ta thì chắc cũng nhận sau thôi. Chắc lại được Halloween gì đấy. Ok, xin chào mọi người và hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye anh em nhé.